tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Tình Nghĩa Nghĩa Tình của tác giả nhà văn Trần Hoàng Nam. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1932. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, tập cuối. Đến đây cô hai đứng dậy lo quét dọn và sắp sửa nấu cơm. Còn thầy Phạm Thành Công thay một bộ đồ vải đen rách, đội cái nón nỉ cũ ra đi. Thầy đi đâu? Không nói chắc chư quý độc giả cũng đoán biết thầy giả ra hèn hạ. Đến sớm nhà lá, tục kêu là sớm xe kéo, mà bàn tính việc sang xe chạy buổi tối rồi. Thật vậy, đến nơi mấy anh kéo xe nghề cũng không biết thầy là ai. Thấy cách ăn mặc rách rưới thì mấy ảnh lầm tưởng cũng là bợm nghèo. Nghe câu thiết yếu ngọt dịu nên có người chịu sang xe tối cho thầy, tỏ thể lệ sang và chỉ vẽ mánh lới cho thầy nữa. Còn cô hai sáng ra cũng quần cùng áo cục, đi hỏi thăm đặng kiếm chỗ gánh hồ, gánh thang hoặc đập gạch vậy. Đến trưa cô về tỏ cho chồng biết rằng cô đã kiếm được chỗ gánh thang rồi, mơi này bắt đầu khởi công. Hỏi qua công cuộc thì cô nói gánh dưới tàu đem lên bờ, gánh nhiều thì tiền nhiều, gánh ít thì tiền ít. Thầy Phạm Thành Công nghe vợ nói thì hỡi ôi, tỏ ý không muốn để cho cô phải ra thân như vậy. Nhưng không thể được, vì cô đã nhất định cho rằng được chia buồn sớt thảm cùng chồng là sự cô vui lòng. Qua ngày sau, hai vợ chồng đều khởi công, ai cũng tận tâm lo việc mình. Câu phương ngôn người mà đến thế thì thôi, người ta thường dùng để thống mạ một kẻ vô nhân đạo nào. Nếu trái lại, đem làm câu than thương hại dùm cho hai vợ chồng thầy Phạm Thành Công trong buổi cực lực hàn di này, nghe ra cũng thú vị lắm. Đã biết rằng thầy bao giờ cũng yêu vợ, còn cô hai lúc nào cũng kính chồng, ý hiệp tâm đồng. Tuy hai thân mà tỷ cũng như một. Bởi đó cho nên nhiều khi thầy thấy vợ đi gánh than về, quần áo tèm lem, tay chân mày mặt đen thui, thời thầy ứa nước mắt. Trái lại, cô hai mỗi lần thấy chồng thân gầy sức yếu đi chân không, đầu đội nón nhọt kéo xe ra đi, cô cũng đau lòng khó ngăn giọt lụy sầu. Hết ngày đến tháng, hai vợ chồng thầy Phạm Thành Công kiếm cơm cũng vừa đủ nuôi miệng, không đến nỗi phải cảnh chết đói. Mà xưa kia hai người đều sợ sệt đâu. Nếu có ai biết rõ gốc tích thầy Phạm Thành Công và có xem truyện tàu, bộ phong thần, thì có lẽ đều tưởng chừng như lúc ông Khương Thượng ưu thời mẫn thế, giác cần câu, đi dài theo bờ sông vị. Dĩ chẳng khác nào thầy Phạm Thành Công kéo cái xe, đi thơ thẩn dọc theo mé lộ bây giờ. Thầy Phạm Thành Công kiếm không ra mối, dĩ chẳng khác nào Khương Thượng câu không được cá. Một đàn câu cá chờ thời, một đàn kéo xe đợi vận. Nhưng cái thời của ông Khương Thượng về sau có duyên gặp gỡ, kết quả rõ ràng, người ta đã thấy nói trong truyện rồi. Còn cái vận của thầy Phạm Thành Công đây ra làm sao? Về sau có duyên gì gặp gỡ cái vận nào tốt không thì chắc chưa ai đoán biết trước được. Một bữa vừa lối 7:30 tối, thầy đang kéo xe đi dọc theo con đường vẹt đần, dùng nghe có tiếng kêu xe kéo. Thầy Phạm Thành Công mừng quýnh lật đật quay xe lại rước mối. Hai người khách đàn ông mặc toàn đồ đen, một người trong hai, trên tay có cầm cái gói chi không rõ, bước lên xe. Biểu thầy kéo vô Phú Nhuận. Thầy Phạm Thành Công thấy hai người ngồi e nặng kéo, nên ý bần dùng chưa nhất định chịu đi hay không, thì một người cất tiếng nói: "Bộ anh sợ nặng sao? Nặng thêm có chút chứ gì. Kéo đi rồi tôi sẽ trả thêm số tiền bằng hai cho mà xài." "Nặng không nói chi, nhưng tôi sợ rủi ro bị lính phạt vì chở quá luật định." "Không có phạt đâu, phạt tôi chịu cho, anh đừng ngại chi hết." Nghe vậy thầy Phạm Thành Công buộc lòng định kéo thử một chuyến hai người coi nặng là giường bao, nên ráng sức nhắm đường vô Phú Nhuận mà kéo. Xe chạy coi bộ e ạch lắm. Chú thích: đường Vetten, tức là đường Lê Văn Duyệt hay Cách Mạng Tháng 8. Như vậy, quý thính giả rành đường Sài Gòn có thể tưởng tượng đoạn đường từ đường Vetten tức Lê Văn Duyệt hay Cách Mạng Tháng 8 ngày nay cho đến Phú Nhuận sẽ là bao xa. Hết chú thích. Nhằm lúc các đảng phái nổi lên, đâu đâu cũng đều có nghe nói việc rải truyền đơn, treo cờ đỏ hết thảy.
Chánh phủ muốn cho được êm tịnh vì trị an trong xứ, nên đặt ra nhiều đạo binh, lính săn đá trấn nhậm mấy nơi trọng yếu như cầu Bông, cầu Kiệu và cầu Thị Nghè, cùng nhiều nơi khác. Hễ vào độ 7 giờ tối sắp đến 5 giờ sáng, đón đường khám xét người, xét qua lại mấy nơi đã kể trên kia. Thầy Phạm Thành Công kéo xe chạy còn chừng 100 thước nữa đến cầu Kiệu. Một người trong hai ngồi trên xe cất tiếng hỏi thầy rằng: "Ê, anh xe kéo, anh có biết hàng đèn điện đỏ ai làm gì mà văng ngang cầu đó không?" "Không." Thầy lầm lũi kéo xe chạy tới không dừng bước. Còn chừng 60 thước nữa đến cầu, hai người bộ hành ngồi trên xe thấy dạng có nhiều lính tráng và thấy xe nào đi ngang qua cầu cũng đều phải ngừng lại, thì sanh nghi, ắt không êm về việc riêng của mình rồi. Bàn bàn luận luận cùng nhau, nhỏ nhỏ không nghe đặng. Một người dường định ra một cái diệu kế nên nói: "Thôi, ngừng lại." "Ngừng đây hả thầy? Chứ không đi Phú Nhuận sao?" "Đi chứ, nhưng lính đứng trên cầu đông quá kia kìa, anh không thấy sao? Xe chở hai người qua đó tôi e sao sao cũng bị kêu phạt lại. Bởi đó anh em tôi tính xuống đây đi bộ, để anh kéo xe không qua bển, khỏi chỗ lính gác, rồi sẽ lên đi nữa." Nghe vậy thầy Phạm Thành Công muốn hỏi: "Tôi kéo xe không qua bển thì đặng rồi, e hai thầy chơi cắt cớ ẩn lại sao mà lõn đi mất thì tôi biết làm sao? Báo hại đã kéo nặng mệt mà không tiền ăn cơm uống nước." Thầy chưa kịp hỏi, một người lẹ trí biết ý nên chận nói: "Bộ anh sợ anh em tôi tính đi lường anh sao? Cứ việc kéo đi trước qua bển chờ anh em tôi. Gói đồ của hai tôi còn để lại trên xe anh đó, mà nếu anh có sợ đi nữa thì cầm trước đồng bạc đây này." Người khách già nói và móc cái bóp ra. Thầy Phạm Thành Công nghe vậy có ý vững bụng, chẳng nói tiếng nào và cũng không lấy đồng bạc nữa, lật đật kéo xe đi trước một nước. Hai người khách đứng lại chờ cho thầy đi được một đổi xa mới lần bước đi theo. Đến giữa cầu thình lình có một người biện tây kêu bằng tiếng An Nam: "Ê, kéo, để xuống." Làm cho thầy hết hồn, lật đật để xuống liền. Người biện tây ấy bước lại bắt đầu mò lưng thầy, thấy không có vật chi cộm, bèn biểu thầy dỡ thùng xe ra coi, cũng không thấy chi ở trỏng, nên biểu để càng xe xuống. Người biện tây chợt thấy phía sau mui xe có một cái gói, bèn vói tay cầm lên và hỏi: "Vật gì ở trong này?" "Thưa không hiểu." "Ủa, của mày sao mày lại không hiểu?" "Thưa, của hai người hành khách còn đi sau kia." Thầy Phạm Thành Công và nói và dòm chừng lại phía sau thì thấy hai người mặc đồ đen khi nãy đã xẹt đâu mất biệt rồi. Chừng ấy thầy mới lo ra. Người biện tây không thèm hỏi chi nữa hết, đứng mở gói ấy ra xem. Nhờ ánh sáng đèn điện thấy rõ gói ấy toàn là truyền đơn. Người biện lật đật móc cái tu hít ở trong túi ra thổi quét quét. Những người biện và lính khác gác ở hai bên đầu cầu nghe khẩu hiệu liền chạy dồn lại. Người biện tây ấy mới nói cho mấy người kia rõ một hơi bằng tiếng Pháp. Thầy Phạm Thành Công nghe qua hiểu rằng: "Cha cha, trên xe thanh này có một gói truyền đơn, ghê chưa? Vậy chúng ta hãy giữ nó cho chắc chắn, kẻo nó tẩu thoát đó nghe." Đoạn thầy biện tây khi nãy hỏi thầy: "Giấy thuế thân mày đâu?" Thầy móc ra đưa. Người biện tây cầm coi thấy đề chức nghiệp cũ của thầy là thơ ký, thì chỉ cho mấy người khác xem và tiếp nói: "Thôi phải rồi, không còn nghi ngờ chi nữa. Quá thanh này là một tay trọng yếu, giá dán xe kéo đây. Coi này giấy thuế thân của nó để chức nghiệp thơ ký, chứ không phải cu li đâu." Nhiều người biện tây và lính săn đá khác nghe nói đều rộ lên nói: "Vậy bắt nó." Liền đó thì thấy thầy Phạm Thành Công đã bị lính áp lại bắt đem về giam vào khám rồi. Không kể chi cho dông dài, chứ quý độc giả cũng dư rõ thời sự truân gian của thầy Phạm Thành Công ra làm sao rồi. Nào bị đánh, bị khảo cho ra manh mối, ổ hang, nào đủ các lẽ. Thầy cũng có kêu oan và kể lể chuyện mình cùng người trên, nhưng dễ nào thoát khỏi tội đặng. Bởi đó nên thầy bị giam khảo hơn một tháng mới đem ra tòa phân xử, kêu án thầy 3 năm tù khổ sai. Thôi rồi, than ôi, nỗi oan kêu chẳng thấu trời, việc ức la không động đất. Nhắc lại, từ bữa thầy Phạm Thành Công bị bắt, cô hai ngóng đứng trông ngồi, đã qua 2 ngày đêm mà cũng chẳng thấy dạng chồng về, cô mới bắt đầu rầu lo bối rối. Qua ngày thứ 3, cô nghĩ đi gánh than, quyết lòng ở nhà mà tầm kiếm hoặc dò la cho ra tin chồng. Cô mới đến sớm nhà Lá tầm nhà Tư Nên, là người sang xe cho chồng mà hỏi thăm, thì Tư Nên lộ vẻ giận dữ và nói: "Nè, thiệt chồng của chị ác lắm mà, nếu có thiếu tiền không đủ đập tiền xe thì cũng cứ kéo về đây. Sáng ngày tôi cũng phải chạy sao cho có mà đưa cho cặp răng. Ấy là phần tôi phải lo, tiền thiếu tôi với ảnh sẽ tính với nhau về sau cũng đặng. Cái này ảnh lại chống đại xe bỏ đâu đó không biết,
mà lính người ta gặp kéo tuốt về bót. Bót đánh dây thép cho chủ xe hay xuống lãnh về. Báo hại anh cặp trận X anh lên kiếm tôi ngày hôm qua. Anh đánh tôi hơn 90 thôi nhự tử. Tôi hết sức kiếm chồng chị đặng có thôi lại nhưng không được. Và cũng không có biết nhà. Nay chị còn làm bộ đến đây hỏi thăm cái nỗi gì nữa. Nè, chị về nói với ảnh á, nếu tôi gặp ảnh bất kỳ ở đâu, cha tôi biểu nhịn tôi cũng không nhịn nữa đó. Nói cho chị biết, đi đi cho rảnh, đừng ở hỏi hoài thêm phát nổi gan à. Cô hai đã cơn sầu dồn dập mà nghe vậy lại thêm dập dồn, làm cho cô mặt biến sắc, trán đổ mồ hôi, nghẹn ngào nói không ra tiếng, quay quả trở về. Phần cô đang có ngán được 4-5 tháng đi đứng coi mòi mệt nhọc, đã đành chịu phép chứ không biết đâu mà tìm kiếm chồng cho ra. Chuyện của thầy Phạm Thành Công xảy ra các báo đều có đăng, ngặt cô chẳng có dịp xem đặng, thành thử ra làm sao rõ công vụ của chồng. Thúc thủ vô sách, ôm mối hoài nghi, cô thầm tự hỏi không hiểu thân chồng ra làm sao, đi đâu và sống thác thể nào. Nhưng đối với một tấm lòng yêu của cô, không bao giờ cô quên chồng được. Bụng bảo dạ quyết đinh ninh son sắt, nguyện tâm ở vậy cho đến chết. Nhiều khi cô hai ngồi buồn góp nhớ lại, nào những lúc cùng chồng đồng tâm hiệp ý, tình nghĩa mặn nồng, cách xâm hiệp rất chua cay, nào những khi chi vui sớt thảm, dìu dắt nhau, nương đỡ nhau trên con đường gai góc, tìm hạnh phúc cho nhau. Ngày này vợ một nơi, chồng một ngã, hết sức kiếm tìm không ra, thì cô sầu tủi than vắn thở dài, kể sao cho hết những vết thương tâm ngấm ngầm trong lòng cô. Thiệt sự chẳng có bút mực nào, tác giả tài tình nào tả ra cho rõ rệt đặng. Thiệt là ngổn ngang trăm mối tơ lòng, nổi trong chồng lại nổi hồng trong con. Than ôi, cũng là cái kiếp sống của con người, mà sao người lại vào lầu ra cát, lên xe xuống ngựa, an hưởng nhiều cái hạnh phúc đặc sắc khoái lạc. Cũng thì kiếp sống mà như hai vợ chồng thầy Phạm Thành Công và cô hai đây, kẻ thì gian mây đứt ruột teo gan, còn người góc biển đau lòng xót dạ. Sống mà khổ cực lầm than, sống như chết cũng là kiếp sống. Tuy cô phải lâm vào cảnh cùng sầu thống khổ ấy mặc dầu, chứ cô cũng ráng kiên tâm trì trí mà sống, gượng chờ cho gặp được chồng, trông cho thấy mặt con. Cô cũng tự bươn chải lo làm lụng, kiếm cơm nuôi miệng cũng qua bữa đoạn ngày. Lúc bây giờ cô trả phố, bán hết 3 mớ đồ vật dụng trong nhà cũng được đâu 10 đồng bạc, nhập chung với số dư làm thuê gánh mướn trót mấy tháng trời. Tính ra cũng được ngoài 30 đồng. Cô mới che một cái quán lá nhỏ giữa đường Senegal Lise, tức là đường 20 hay đường Phan Thanh Giản, đường Điện Biên Phủ ngày nay, mà quạt trà quế và ở luôn tại đó. Nói cho chánh lý, nhờ cái bụng chữa của cô nên ít kẻ ghẹo gió quấn trăng, dễ bề cho việc làm ăn an phận, không chi trở ngại. Đến ngày thai nguyệt, cô chuyển bụng mới gửi quán cho một bà già quen. Bà này thương cô như con, thường bữa đến quán cô mà khuyên lơn trò chuyện. Cô kêu xe kéo vô nhà thương Chợ Rẫy mà nằm thí. Nội trong ngày ấy cô sanh ra đặng một đứa con trai. Cô muốn đặt tên cho dần với tên chồng nên đặt là Thằng Chí. Theo luật nhà nước, con không có cha đứng khai sanh, mà giàu có cha đi nữa, vợ chồng không có hôn thơ cũng phải khai theo họ mẹ. Bởi đó nên Thằng Chí phải khai theo họ cô là Trần Đạt Chí. Thằng Trần Đạt Chí nó giống thầy Phạm Thành Công như khuôn đúc. Cách 7 ngày sau, cô vừa được cứng cát mới bồng con về quán, lo quạt trà quế độ nhật như thường. Trời cũng thương khách lâm nạn, nên chi cô được khỏe khoắn không đau ốm chi hết. Còn Thằng Chí được 3 tháng, sổ sữa tròn trịa dễ thương. Mấy người đàn bà quen, ai cũng muốn ẩm bồng nựng nịu. Ngày tháng qua như nước chảy dưới cầu. Lần hồi Thằng Chí biết lật, biết ngồi, biết bò, biết đi, và bắt đầu biết nói bập bẹ. Mỗi lần Thằng Chí thỏ thẻ nói hoặc chúm chím cười, cô nhìn cái miệng con mà nhớ đến chồng rưng rưng đôi giọt lụy. Nhắc lại, từ khi thầy Phạm Thành Công bị ở tù đến nay là đúng hạn mãn. Lúc thầy được bước chân ra khỏi khám, mừng quýnh bước lia bước lịa, mà đâu cũng còn đó, trông cho mau về đến chỗ của thầy ở khi xưa, ngõ tầm kiếm vợ. Coi bây giờ còn ở đó không, luôn dịp hỏi coi từ bữa thầy bị bắt giam, lúc giam rồi lãnh án cho tới khi mãn tù, không thấy mặt vợ đến thăm viếng hoặc thơ từ tin tức chi hết vậy. Về đến chỗ cũ, thầy đứng nhìn ngó sững sờ như người tha phương mới đến. Thầy lấy làm lạ là vật đã đổi, cảnh đã dời. Xưa kia chỗ dãy phố lá của thầy mướn ở, nay đổi lại là một cái nhà lầu đồ sộ nguy nga của người Pháp. Bước qua xóm nhà lá, thấy không còn cái nhà lá nào, chỉ thấy hai dãy phố đúc đâu mặt dài, căn nào cũng toàn là của người lạ mặt mướn ở.
Thầy Phạm Thành Công đứng suy nghĩ mãi, không biết hỏi ai cho ra tin tức vợ con, và cũng chẳng biết rồi đây thầy sẽ đi đâu và về đâu nữa kìa. Thầy thầm nghĩ, không lẽ đứng hoài một chỗ đây mà ngó vô nhà người ta, có lẽ họ nghi mình đi thám dò hoặc đằng có ăn trộm. Nghĩ như vậy, thầy buộc lòng phải cất bước đi. Đi bậy bạ dọc theo mé lộ, hết đường kia sang qua đường khác. Vào khoảng 11 giờ rưỡi trưa, thầy thấy có một cái bóng cây mát dựa bên đường, mới ngồi xuống nghỉ chân. Lúc bấy giờ thầy biết mệt và bụng có hơi đói. Thầy suy nghĩ thầm, góp nhớ những bước truân gian đã qua, lo sợ khúc hiểm nguy sắp đến mà tê tái dạ, đớn đau lòng. Thầy cũng nhớ đến vợ, không rõ ngày này ở đâu, làm gì. Cô ở vậy mà chờ thầy chăng? Hay là nàng đã ôm cầm thuyền khác? Thầy nghĩ thương ai lúc kề vai chia hai cái gánh nặng. Thầy cũng nghĩ giận ai làm cho thân thầy phải đày đọa truân chuyên. Thầy buồn rầu cho thời vận đảo điên. Thầy cũng vui gượng là được thoát vòng lao lý. Vui buồn, thương ghét lẫn lộn trong trí khôn thầy, làm cho thầy bối rối lương tâm. Bụng lo trí tính, mà tính hoài không bổ ích vào đâu hết. Rốt cuộc, thầy lại thành ra người mất trí, thoạt cười, thoạt khóc, làm cho ai đi ngang qua thấy vậy cũng ngó. Thầy vùng đứng dậy, định đi nữa, lại phải té xỉu xuống như một người say. Có kẻ cũng lầm tưởng cho thầy say thật, nên sầm xì chỉ trỏ, chê nhạo. Lần sau thầy Phạm Thành Công gượng đứng dậy đặng, đi ngã siêu ngã tó và đi và nói sàm. Khi kêu vợ mà khóc kể, lúc lại trợn mắt cung tay, dường như muốn đánh ai, miệng la chửi ôm sòm. Cũng có hồi thầy lầm lũi làm thinh bước đi từng bước như người tỉnh trí. Thấy ai ăn mặc tử tế, bất hạn đàn ông hay đàn bà cũng đều hỏi: "Ông có phải thần Công Lý không? Không thì thôi, còn phải thì tôi sẽ thú thật những chuyện tàn bạo của tôi cho mà xử. Tao đây là hồn lao động mà, biết chưa? Biết chưa hả?" Thầy vừa nói và nghiến răng, trợn mắt coi rất ghê sợ. Ai thấy cũng phải kiêng thầy mà lánh xa, không dám léo lại gần. Có kẻ cắt cớ hỏi thầy chuyện này chuyện kia, thầy không trả lời, chỉ có nói xà một mình mà thôi. Cũng may mắn cho thầy là lúc thầy quá ư buồn rầu, hờn giận, thương ghét, thêm mệt và đói lũi mà phát điên ấy, không gặp biện lính. Nếu gặp chi cho khỏi thầy bị bắt nhốt vào khám, rồi làm giấy gửi thầy lên nhà thương điên trên biên hòa, khác nào lại bị ở tù chung thân lần thứ hai. Không biết ma quỷ cốc rác gì xui dục thầy đi quẹo theo con đường 20, đến cái quán lá của cô hai là vợ thầy khi xưa, sòng sọc đi lũi vào. Thò tay vào túi áo và nói: "Bán cho một tiền rưỡi hồn lao động và một xu nhỏ thần Công Lý cho mau." Cô hai chợt thấy người bộ tịch kỳ quái, râu tóc xòm xòm, áo quần dơ dái như vậy. Cô lầm tưởng người say rượu hoặc anh điên nào. Cô không dè chồng cô đến đổi ra thân thể ấy mà nhìn nhận nhau lúc này. Cũng không ai tài nào mà nhìn cho ra liền đặn. Bởi đó cô vừa khoát tay vừa nói êm rằng: "Ở đây không có mấy món ấy, chú hãy đi đến chỗ khác mà kiếm." "Có, tao biết bây có. Mà bây tưởng tao không tiền mua sao? Đây nè." Thầy Phạm Thành Công và nói và móc giấy tờ chi không rõ ở trong túi áo đưa ra, để ngay mặt cô hai. Liền đó thầy dùng té xỉu xuống, ngã lăn ra gặp cái đường mương lộ, thầy phải lọt xuống dưới. Lọt xuống mương mà thầy nào có hay biết chi đâu, gượng đứng dậy nhưng đứng không nổi, miệng lại nói sàm không dừng. Thấy vậy cô hai lúc bấy giờ mới hết hồn và không rõ giấy tờ chi của người say kia đưa ra đó. Cô định xem qua cho biết, nếu phải giấy tờ quan hệ có giá trị, cô sẽ mượn người trả lại và đỡ giùm anh say lên đường cho anh lần về nhà. Cô mở tờ giấy lớn ra xem thì biết giấy mãn tù của một người tội phạm. Cô thấy đề tên Phạm Thành Công thì cô phát sanh nghi. Đến khi xem qua mảnh giấy nhỏ thì cô thấy rõ là cái giấy thuế thân cũ của chồng, có hình, có tên, nhìn nhận ra không còn lầm lạc chi nữa. Cô lật đật chạy ra, đến gần thầy cô đứng dừng lại định tâm xem xét, dòm kiếm những dấu tích riêng nơi mặt và tay chân thầy một hồi. Cô dùng nói lớn lên rằng: "Phải chồng tôi rồi, trời ơi!" Đoạn nhào đại vào mình thầy, ôm thầy mà khóc kể một cách rất thê thảm. Những người lân cận đều chạy ra xem. Khách thành lộ thấy việc lạ như vậy cũng dừng bước lại ngó. Thầy Phạm Thành Công đưa tay xô cô hai ra và nói: "Mày làm gì đeo tao, ôm tao vậy? Có phải mày là thần Công Lý không? Nếu phải tao cho một thôi nát đầu." Nói rồi lại cười sằng sặc. Bỗng chốc lại khóc rất lớn. Nhiều người đứng xem thấy vậy bước lại kêu cô mà hỏi thăm. Cô hai đưa ra những giấy tờ cho mấy người ấy coi và kể rõ cội nguồn. Chừng ấy người ta mới được biết người điên kia chính là chồng của cô, xa cách lâu ngày
nay mới gặp nhìn nhận đó. Cũng có nhiều người coi giấy biết thầy Phạm Thành Công mới vừa mãn tù được một ngày, bệnh điên mới phát, có lẽ vì quá ư buồn rầu, giận tủi, loạn trí sanh ra, còn có thể cứu chữa khỏi được. Kẻ bày cách này, người chỉ thế kia. Cô hai nghe theo, mượn vài người dìu dắt chồng vào quán để nằm nghỉ. Thầy Phạm Thành Công vừa nằm êm thì phút chốc mê man. Qua xế chiều thầy tỉnh giấc, cô nại ép uống nước húp cháo. Được vài ngày sau thầy bớt nói xàm, cô hai mừng rỡ vô hạn, lo chạy thuốc men bổ sức cho chồng. Trót tuần lễ thầy Phạm Thành Công được phục hồi nguyên sức, định trí như xưa. Từ bữa thầy chịu ăn cơm uống thuốc đến nay, cô hai được chút an lòng, có ý để thử coi thầy có định trí nhìn biết vợ con hay là không. Cô bớt ôm bớt khóc, cũng ít hỏi chuyện. Mỗi khi cơm cháo chín, cô dọn ra bưng đến cho thầy dùng, thuốc tới đem dâng cho thầy uống. Ra tuồng như người lạ nuôi bệnh đau vậy thôi. Một bữa cô hai đang ngồi ôm con mà nựng và hỏi: "Con có biết cha con bây giờ ở đâu không?" Thằng Chí không biết đâu mà trả lời, dùng đưa tay chỉ bậy vào mặt thầy mà cười ngõn ngoẻn, dường như khiêu gợi mối hoài nghi của thầy vậy. Nhầm, thầy đã định trí rồi, ngồi nhìn sững vợ con không nháy mắt. Hồi lâu thầy nhận kỹ ra đó là tình máu thịt, nọ là nghĩa Tào Khang. Thầy mơ màng như giấc chiêm bao mới tỉnh, nhẹ gót bước xuống giường, đến gần đứng trước mặt cô hai và thằng Chí mà nhìn sững vào mặt cả hai một lần nữa. Đoạn thầy lần lần đưa hai tay ra, một tay vịn vai cô, một tay bợ vào mặt thằng Chí và nói: "Ủa, này mình, này con." Rồi nghẹn ngào không nói được nữa, đôi hàng lụy thảm tuôn dầm. Cô hai thấy chồng đã được định trí như xưa thì mừng rỡ chẳng cùng, không thể dằn tâm được nữa, ôm thầy mà khóc theo. Đôi đàn hỏi ra mới rõ nguyên do của mỗi người. Cặp quan ương bắt đầu đặng tái hiệp, biết bao là câu hỏi chuyện nói, tuổi sầu mừng rỡ kể sao cho xiết. Trong khi hai vợ chồng thầy Phạm Thành Công nhìn nhận nhau, tỏ nỗi khúc chiết cùng nhau, thì thằng Chí lại lén chạy lẩm đẩm ra chơi giữa đường. Cô hai không thấy mà thầy cũng không ngờ, thình lình có một chiếc xe hơi Tanbo limousine lớn chạy tới. Người chauffeur thấy kịp nên xiết thắng xe ngừng lại và la lớn lên rằng: "Thằng nhỏ nào, con của ai đây? Sao không giữ nó để nó ra giữa đường như vậy? Nếu tôi không thắng kịp thì làm sao?" Thầy Phạm Thành Công và cô hai nghe nói lật đật chạy ra. Cô ẵm thằng Chí vô và tỏ lời xin lỗi cùng cảm ơn anh chauffeur. Cô cũng bất ý nên không thấy người ngồi trên xe là ai. Lúc bây giờ một ông già tác ngoài 50, râu bạc qua râm dài, đầu bịt khăn đóng, mình mặc áo tố đen, trên xe mở cửa bước xuống, nói gót chạy theo cô hai, thằng Chí và thầy Phạm Thành Công vào cái quán lá kia. Ông tỏ dáng mừng rỡ chụp tay cô và thầy mà nắm chặt lại và nói: "Ủa, này con Liên, con và rể ơi, ngày nay cha mới tự hối nhận lấy lỗi mình, vì quá ư sùng bái tôn giáo làm cho vỡ lỡ duyên phận của hai con, tâm thân phải vất vả lầm than, rốt cuộc hai con cũng được tương phùng gặp gỡ. Đã rằng cha tự hối ăn năn nên cha cũng vì hai con mà từ bỏ tôn giáo rồi, không sùng bái tôn giáo nào nữa hết. Vậy hai con cũng nên bỏ qua việc trước, đừng phiền trách cha làm chi. Hai con hãy về, về cùng cha một nhà cho cha được vui lòng đó hai con ơi." Nói xong bấy nhiêu lời rồi ông dùng khóc quà. Cô hai và thầy Phạm Thành Công lúc bấy giờ đều nhận ra ông là Trần Thanh Phước, cựu hội đồng thành phố, cha ruột của nàng và cha vợ của chàng vậy, nên thấy đều đau đớn nghẹn ngào, chưa biết câu nào mà trả lời. Ông lao lụy ôm cháu con và rể mà hôn nơi trán từ người rồi tiếp nói: "Hai con ơi, trót gần một năm nay cha để tâm hằng bữa tầm kiếm dò hỏi tin tức hai con khắp trong lục châu và ở Sài Gòn này, nhưng không ra. Nay tình cờ được gặp gỡ hai con đây, thiệt cha vui mừng biết bao nhiêu. Vậy thôi, cha khuyên hai con ấy về cùng cha cho rồi, vui lòng về cùng cha. Ấy là hai con thương cha đã ăn năn mà duy trì cái kiếp sống của cha thêm được chút ít với nào. Không thì cha sẽ chết, chết trước mặt hai con đây, cho mát ruột hai con mà thôi." Nói xong ông lại khóc một lần nữa rất thê thảm. Trong khi ông nói, thầy Phạm Thành Công đưa mắt ngó vợ. Cô hai nhìn chồng, hai người đều hiệp ý nhau, nên chi ông vừa dứt câu, cô hai liền quỳ xuống ôm lấy hai chân cha và khóc và nói: "Ngày này con lại cầu xin cha thứ tha tội lớn của con là tội bất hiếu cho con nhờ." "Không, con nào có tội chi đâu mà hồng sinh. Có chăng cũng bởi tại cha gây ra mà thôi.
con khá an lòng. Cô hai vối nắm lấy bàn tay ông mà hôn. Lúc bây giờ thầy Phạm Thành Công thấy tình cảnh như vậy, không thể cầm lòng được, bước đến hôn ông tỏ dấu yêu mến và nói: Cha ơi, ngày nay cha nhìn nhận hai con, hai con nỡ nào không vì cha mà làm cho vui tấm lòng già. Hai con hứa sẽ về cùng cha, xin cha an lòng. Tiện đây con lại ra mắt cha, xin cha vui lòng nhậm và tha thứ cho tình con rể. Thôi, hai con chớ lại lục làm chi. Hai con nào có lỗi gì, lỗi là cha đây này. Vậy hai con hãy theo cha ra xe mà về bây giờ, cho má bay thấy mặt. Kẻo mấy năm nay má bay buồn rầu thương nhớ, mòn mỏi đau yếu hoài. Thôi đi cho mau hai con. Ông già nói và bồng thằng Chí đem ra để lên xe hơi. Liền đó cô hai kêu một bà già nghèo không con cái là bà Tư quen biết lúc cô nằm chỗ gửi quán đó mà cho đức bà cái quán ấy. Rồi đồng cùng nhau ông cháu cha con vợ chồng dắt ra xe hơi. Sơ mở máy cho chạy. Về đến nhà ai nấy cũng đều mừng rỡ, nhất là má của cô hai mừng rỡ nhiều hơn hết, cho đến đổi nước mắt tuôn dầm về. Đầu đuôi han hỏi, hai vợ chồng cô hai mới thuật kỹ lại cho mỗi người nghe. Ai là người nghe biết chuyện của hai vợ chồng cô hai thì cũng đều khen rằng vậy mới gọi là tình nghĩa, nghĩa tình cho. Từ đây, một nhà sum hiệp, ông Trần Thanh Phước mới xuất ra một số vốn là 20.000 cho hai vợ chồng thầy Phạm Thành Công lo khuếch trương thương mại, mở ra một hiệu buôn lớn đứng làm chủ, dựng gầy cơ nghiệp làm ăn, bỏ những hồi vất vả khó khăn. Quyển tình nghĩa nghĩa tình đến đây là kết cục. Nếu chư quý nam nữ độc giả muốn biết lai lịch của hai vợ chồng thầy Phạm Thành Công và cô Hai Liên cùng ông Trần Thanh Phước ra làm sao, người thể nào, xin đón thưởng thức tác phẩm Ai Người Tri Kỷ, là một tác phẩm tả cảnh sum hiệp của một cặp gia nhân tài tử rất gai cấn. Hết chuyện.